Theo một khảo sát không biết từ đâu ra, thì nhiều anh em xem kênh của tôi không mấy hứng thú với hệ đất. Tôi cũng nghĩ vậy là dễ hiểu thôi. Khi mà có những Pokemon sở hữu siêu năng lực như là thổi ra lửa này, điều khiển sấm sét, hay là bản thân chúng cũng là những con rồng quyền năng. Còn cái hệ này thì ném cát, làm sao mà ngầu bằng được. Tuy nhiên đây lại là một trong những thứ làm nên phong cách của hệ đất. Vẻ ngoài thì cùng mịch thế thôi, chứ một khi lâm trận cũng cực kỳ đáng sợ. Và đây là tổng quan về Pokemon hệ đất. Vào thời điểm mà tôi làm video này là cuối thế hệ thứ 8, có tổng cộng 70 loài Pokemon hệ đất riêng biệt. Nếu như tính những Pokemon có nhiều hình dạng chỉ là một loài như là Dugtrio, Groudon hay là Zycat. Trong đó giới thiệu nhiều Pokemon hệ đất nhất là thế hệ đầu tiên với 14 loài, còn giới thiệu ít nhất lại là thế hệ thứ 6, chỉ có 2 loài hệ đất mà thôi. Hệ đất đã có kết hợp với hầu như tất cả các hệ còn lại, trong đó đông đảo nhất là song hệ đất nước với 10 Pokemon, còn ít nhất là đất cỏ và đất điện chỉ có một loài mà thôi. Có hai song hệ chưa xuất hiện đó là đất giác đấu và đất tiên. Những Pokemon của hệ đất có đặc điểm chung là chúng đều sống dưới đất. Thật ra thì con nào chả thế, nhưng cái hệ này chúng nó sẽ đào sâu hơn và có thể di chuyển dễ dàng dưới lòng đất. Ngoài ra còn có một số loài có sở thích vùi mình trong cát, trong bùn cũng như tận dụng môi trường của nó để chiến đấu. Bên cạnh đó cũng có một số loài Pokemon có cơ thể được làm bằng đất. Về mặt công kích, những chiêu thức của hệ đất có thể gây được gấp đôi sát thương lên tận 5 hệ là lửa, điện, đá, thép và độc, ngang hàng với hệ giác đấu là hai hệ có phạm vi khắc chế rộng nhất. Nhờ vậy mà các chiêu thức của hệ đất sẽ là bổ trợ rất tốt cho bất kỳ một Pokemon nào có thể học được, đặc biệt là có thể khắc chế được đến 3 hệ kháng hệ tiên. Trong khi đó có hai hệ là cỏ và bọ có thể kháng được sát thương hệ đất, còn hệ bay sẽ hoàn toàn miễn nhiễm với những đòn tấn công của hệ này. Về mặt phòng ngự, hệ đất nhận gấp đôi sát thương từ những chiêu thức đến từ hệ cỏ, nước và băng, nhận một nửa sát thương từ hệ độc và hệ đá. Thực sự là không đáng kể lắm, quan trọng là hệ đất sẽ miễn nhiễm hoàn toàn với tất cả các chiêu thức của hệ điện, đồng nghĩa với việc chúng rất ít khi phải lo về tê liệt, bởi vì những tác nhân gây tê liệt phổ biến nhất hầu như đến từ hệ điện. Số lượng Pokemon huyền thoại của hệ đất thực sự rất ít, nhưng mà con nào cũng chất lượng. Con quái vật đầu tiên được giới thiệu là Groudon, sau này nó còn có thể trở về hình thái nguyên thủy nữa. Pokemon này tượng trưng cho lục địa, tạo ra những cơn động đất, hạn hán và núi lửa phun trào. Landorus, Pokemon huyền thoại bảo vệ sự phì nhiêu của đất đai, vệ thần của nhà nông, mang lại sự sống tốt tươi cho những vùng đất mà nó đi qua. Cuối cùng là Zygarde, Pokemon điều khiển và bảo vệ hệ sinh thái, có nhiều hình dạng khác nhau tùy theo số lượng tế bào. Đó, chỉ có thế thôi, hệ này nó cũng không có Pokemon huyền ảo gì nữa. Ngay cả số lượng các phòng huấn luyện và hội quán của hệ đất cũng rất ít, nhưng mà cả hai ông chơi hệ đất thì hai ông đều giàu. Chúng ta có ông trùm băng đảng Rocket Giovanni là thủ lĩnh phòng huấn luyện thành phố Viridian, vùng Kanto. Gym thứ hai nằm ở thành phố Riftvale, vùng Unova, thủ lĩnh là Clay, một doanh nhân ngành mỏ và chủ tịch một công ty khai khoáng. Về Pokemon huyền thoại mạnh nhất của hệ đất thì nó vẫn là Primal Groudon, hệ đất và lửa. Thực sự rất khó có thể vượt qua được khả năng công thủ toàn diện của Pokemon này. Máu thì trâu, đam thì to, có thể miễn nhiễm với điểm yếu chí mạng của mình nhờ đặc tính Dissolute Land. Sở hữu chiêu thức uy lực nhất của hệ đất là Precipice Blade, có thể đe dọa cả những con Kyogre tìm cách vào sân. Chủ yếu cái khả năng của con này nó liên quan mật thiết đến điều kiện trời nắng, cho nên tôi đã nói về nó chi tiết hơn trong video tổng quan về hệ lửa. Anh em nào chưa biết thì có thể theo đường dẫn dưới phần mô tả nhé. Còn đất diễn trong video này thì tôi sẽ dành cho Zycat. Đây là Pokemon huyền thoại mang song hệ rồng và đất, với khả năng cực kỳ đa dạng bởi vì có nhiều yếu tố độc quyền. Ban đầu Pokemon này chỉ được giới thiệu dạng 50% với đặc tính Aura Break để làm suy yếu sức mạnh của Xerneas và Yveltal, không thực sự khiến cho nó nổi bật trong giai đoạn thế hệ thứ 6. Zycat đã đóng vai trò rất quan trọng trong anime phần XYZ, với cao trào nhất là pha biến hình đầy chất Mecha thành Zycat Complete, và lên đến thế hệ thứ 7 thì đây trở thành đặc tính mới của nó là Power Construct. Khi dạng Zycat 50% bị mất đi một nửa sinh lực, nó sẽ biến hình thành Zycat Complete với mức thể lực vượt trội có thể khiến cho Blissey và Shuckle phải hổ thẹn, chính thức trở thành Pokemon trâu bò nhất mọi thời đại. Và dĩ nhiên ở đẳng cấp huyền thoại thì nó phải khác.
Với độ trâu bò này, Zygarde Complete vẫn có thể gây được sát thương lớn với tận 4 chiêu thức độc quyền. Trong đó, Lancelot gây sát thương thuần túy. Thousand Arrows có thể đánh trúng các Pokemon bay và lơ lửng, đồng thời kéo chúng xuống mặt đất. Thousand Wave khóa đường rút lui của đối thủ. Và Core Enforcer có khả năng vô hiệu hóa đặc tính của đối thủ nếu như chúng đã tấn công trước đó. Trong 4 chiêu này, hiển nhiên Thousand Arrow sẽ là chiêu thức tuyệt vời và thông dụng nhất bởi vì nó có thể đánh trúng tất cả mọi thứ và đánh mạnh là đằng khác. Hai hệ có thể kháng được chiêu này là cỏ và bọ thì thực sự không đáng lo ngại bởi vì Zygarde còn mang cả hệ rồng cơ mà, mấy con hệ cỏ có thể làm gì được nó cơ chứ. Có một điều khá thú vị của chiêu này, đó là nếu anh em dùng nó đánh một Pokemon hệ bay thì hit đầu tiên sẽ luôn gây ra sát thương thông thường. Ví dụ như đánh lên một con cỏ bay thì sẽ không bị kháng, còn nếu như đánh lên một con lửa bay thì cũng sẽ không siêu hiệu quả. Khi mà Pokemon của đối thủ đã bị kéo xuống đất rồi mà chúng đoàn tiếp thì lúc đấy mới tính hệ. Một cái tương tác nó khá là kỳ cục. Zygarde có thể sử dụng cả Dragon Dance hoặc là Coil để gia tăng sự bá đạo. Có thể tận dụng Substitute để vừa tạo khoảng trống cho việc nhảy múa, vừa tự cắt sinh lực của bản thân để biến thành dạng hoàn chỉnh. Và là một trong số ít Pokemon có thể sử dụng chiêu Glare, chiêu thức gây tê liệt của hệ thường mà có thể đe dọa được cả hệ đất. Những yếu tố trên có thể áp dụng được cho cả lối chơi thuần công và thuần thủ. Kiểu gì thì cũng sẽ gây khó khăn lớn cho đối phương nếu như họ không có chiêu thức hệ băng. Và đã nhắc đến hệ băng rồi thì đây là điểm yếu chí mạng của cái song hệ dùng đất. Có thể cắt Zygarde nhưng một lát độ phụ. Tệ hơn nữa thì những chiêu thức hệ băng nó kiểu như là bảo bối của tất cả các Pokemon vậy, phổ biến cực kỳ rộng rãi và là vũ khí đối phó với nhiều Pokemon siêu cường như là Garchomp, Landorus, Salamence và Rayquaza. Càng có thêm lý do để bất kỳ Pokemon nào học được Ice Beam đều sẽ mang theo bên mình. Trong thế giới Pokemon có khá là nhiều loài Pokemon nhân tạo. Ngày nay thì đa số người ta tạo ra chúng từ kim loại hay là bằng cách tái tạo gen. Còn ở thời xa xưa, khi mà công nghệ chưa phát triển thì vẫn có những Pokemon được con người tạo ra từ đất. Botoid cùng với dạng tiến hóa là Graydon là hai Pokemon hệ đất và siêu linh, được cho rằng đã tồn tại từ cách đây hơn 20.000 năm. Trước khi trở thành Pokemon, chúng đã từng là những bức tượng do người xưa nặn ra từ bùn đất, dựa trên một vật thể lạ nào đó đã từ trên trời cao hạ xuống. Hình ảnh của Botoid và Claydon chung sống với con người được vẽ lại trên tường của những khu tàn tích cổ mà có lẽ đã từng là một thành phố tráng lệ thời xa xưa. Có lẽ cũng từ những nền văn minh đó đã tạo ra Golett và Golurk từ đất sét để bảo vệ cũng như để thay thế sức lao động của con người. Chúng có thể nâng vật nặng, bắn ra tia năng lượng, thậm chí là có thể bay được với tốc độ siêu thanh. Những khả năng này đến từ một nguồn năng lượng thần bí được phong ấn bên trong cơ thể của chúng. Là năng lượng gì thì đến thời hiện đại người ta vẫn chưa thể xác định được. Nhưng nhờ đó mà những con Golett và Golurk đã có thể hoạt động liên tục suốt hàng nghìn năm cho đến tận bây giờ. Hệ đất không bị ảnh hưởng bởi bão cát. Có một điều khá thú vị là tất cả những gì liên quan đến cát trong thế giới Pokemon đều thuộc về hệ đất. Ngoại trừ cái chiêu gọi bão cát thì nó lại là hệ đá. Ngoài những Pokemon chỉ đơn thuần sống ở vùng cát như là Sandshrew và Sandslash, chúng ta còn có những thiên thần sa mạc như là Flygon, mỗi lần đập cánh nó sẽ tạo ra một cơn bão cát để ẩn thân. Hippowdon rất thích vùi mình trong cát, chúng ăn cát để giữ cho cơ thể khỏe mạnh. Cát trong người của chúng có thể được phun ra từ những lỗ trên lưng để tấn công, cũng như lấy chỗ để ăn thêm cát mới. Silicobra và Sandaconda tích trữ cát ở trong cái túi xung quanh cổ. Mỗi khi gặp nguy hiểm thì chúng phun cát ra từ mũi với tốc độ như đạn bắn. Khi một con Sandaconda Gigantamax lên, thì lượng cát xoay quanh người của nó có thể đạt lên tới 1 triệu tấn, khiến cho Pokemon này không khác gì một cơn lốc, và uy lực của số cát này có thể đánh sập cả những tòa nhà chọc trời. Sandygast và Palossan thì hoàn toàn được cấu tạo từ cát. Chúng sinh ra từ những linh hồn hận thù nhập vào trong cát, có thể điều khiển cát theo ý muốn để tăng hoặc giảm kích thước của bản thân, và sở hữu cho riêng mình một chiêu phục hồi mà sẽ hiệu quả hơn trong bão cát. Hầu hết những chiêu khác mà liên quan đến cát thì cũng đều là chiêu hệ đất. Chúng ta có Sand Attack là ném cát làm mù mắt đối thủ này. Scorching Sand là dùng cát nóng để gây bỏng mục tiêu này. Còn chiêu Sand Tomb vốn ở trong bản Ruby Sapphire là bẫy đối thủ trong một cái hố cát lún. Nhưng vì một lý do nào đó họ đã đổi mô tả của chiêu này thành một cơn lốc cát vây quanh đối thủ. Và gần đây nhất thì có chiêu thức mới của Landorus là Sand Shear Storm, một cơn lốc xoáy chứa cát nóng có thể gây bỏng cho đối thủ.
Trên thực tế thì cát được hình thành từ mảnh vụn của vô số thứ, từ kim loại, đá vụn cho đến vỏ sò, bị bào mòn theo thời gian mà dễ nhận thấy nhất là do sóng biển. Nhưng xét đơn giản trong trường hợp của Pokemon thì chúng không có tính chất đặc trưng của đá hay là kim loại, đó là sự cứng cáp và có lẽ xếp nó vào hệ đất cũng hợp lý hơn. Còn chiêu Sandstorm thì thật ra hệ của nó cũng không quan trọng lắm, bởi vì đằng nào sát thương của nó cũng không có hệ. Về hệ thống chiêu thức thì hệ đất đa phần toàn là chiêu vật lý, điển hình là những chiêu dạng địa chấn như là Earthquake, Bulldoze và một chiêu Magnitude đã bị bỏ đi ở Gen 8. Đặc điểm chung của những chiêu này là có thể đánh trúng tất cả những Pokemon xung quanh, kể cả đồng đội. Chiêu Earthquake từ Gen 1 cho đến ngày nay vẫn luôn là chiêu phổ biến hàng đầu, được sử dụng rộng rãi. Có lẽ là một trong những chiêu thức phổ biến nhất mọi thời đại vì có sát thương cao, độ chính xác tuyệt đối và không có hạn chế gì ngoài việc không đánh được bọn Pokemon hệ bay. Điển hình là con Snorlax đã từng hùng bá một thời với cái chiêu này. Earthquake còn có một đặc điểm nữa là có thể gây gấp đôi sát thương lên những Pokemon đang ở dưới lòng đất do tác dụng của chiêu đích. Còn trên môi trường cỏ, Earthquake cũng như những chiêu địa chấn khác đều sẽ bị giảm một nửa sát thương. Chiêu này thì phổ biến ở trong đấu đơn hơn là đấu đôi bởi vì nó có thể đánh trúng cả đồng đội mà. Tuy nhiên vẫn có thể kết hợp với các Pokemon hệ bay để loại bỏ cái hạn chế này. Trong đấu đôi thì Bulldoze lại là chiêu phổ biến hơn vì là một phương pháp kiểm soát tốc độ rất hiệu quả. Tuy là gây sát thương khá yếu nhưng sẽ giảm một bậc tốc độ của tất cả Pokemon xung quanh. Chiêu này còn có thể được sử dụng để kích hoạt trang bị Weakness Policy trên đồng đội bởi vì như chúng ta đã biết thì hệ đất có thể khắc chế được rất nhiều. Anh em có thể sẽ nghĩ rằng giảm tốc độ của team mình sẽ là tự bóp, nhưng nếu là trong Trick Room thì nó lại thuận cả đôi đường. Hoặc là những Pokemon có Clear Body như là Metagross cũng sẽ không cần phải lo lắng về cái vấn đề này lắm. Gần đây, ở bản Legend Arceus đã giới thiệu một chiêu cực mạnh của hệ đất là Headlong Rush. Đây là phiên bản hệ đất của Close Combat, hiện tại mới chỉ có Ursaluna và Torterra học được. Cứ từ độ hiệu quả của Close Combat mà suy ra thì chiêu Headlong Rush này cũng sẽ có tiềm năng trở thành một chiêu bổ trợ hàng đầu cho bất kỳ Pokemon nào có thể sử dụng trong tương lai. Nhất là trong đấu đôi khi mà người ta không dám dùng Earthquake vì sợ vỡ mồm anh bạn kế bên. Và rồi có chiêu Fissure chỉ có 30% độ chính xác. Nhưng nếu anh em có thể đánh trúng bằng một cách thần kỳ nào đấy thì sẽ ngay lập tức hạ gục bất kỳ một đối thủ nào. Dĩ nhiên là ngoài mấy con hệ bay lơ lửng hoặc là cầm bóng bay, nói chung là nghe đã thấy lý do để không dùng chiêu này rồi. Nhưng mà tôi cứ nói qua bởi vì đây cũng là một chiêu khá đặc biệt. Các chiêu thức của hệ đất ở mảng đặc biệt thì khá là hạn hẹp, chỉ có 5 chiêu mà thôi. Nhưng thực sự đủ mạnh để dùng thì chỉ có mỗi Earth Power, sức mạnh 90 và có 10% khả năng giảm một bậc thù đặc biệt của mục tiêu. Tỷ lệ này thực sự là thấp và không thể trông mong gì nhiều lắm, cho nên người ta dùng chiêu này thì cũng chỉ thấy đam là chính thôi. Cơ mà những Pokemon có đặc tính Sheer Force lại cực kỳ thích điều này, bởi vì khi Sheer Force loại bỏ hiệu ứng này đi để tăng đam thì cũng không có gì để tiếc cả. Thêm một chiêu nữa ở mảng này đó là Scorching Sand, là phiên bản hệ đất của chiêu Scald, sức mạnh chỉ khiêm tốn 70 và có 30% khả năng gây bỏng. Như chúng ta đã biết thì chiêu Scald được sử dụng rất là rộng rãi bởi vì hiệu ứng tốt. Tuy nhiên với trường hợp của Scorching Sand thì nó lại khó hơn bởi vì đa số các Pokemon hệ đất đều là chuyên vật lý mà cũng không có nhiều con thuần phòng ngự để tận dụng cái chiêu này. Cho nên đa phần chiêu này được sử dụng để làm bổ trợ cho Pokemon của các hệ khác. Hệ đất sở hữu chiêu thức cạm bẫy đầu tiên được giới thiệu vào thế hệ game thứ 2 là Spikes. Mặc dù chiêu này chính ra nó là trông sắt, tại sao lại hệ đất nhỉ? Spikes là chiêu thức không nhằm tấn công đối thủ mà là giải đinh lên phần sân đấu của đội bạn. Cho nên dù đối thủ có sử dụng Protect hay là đang bay đi nữa thì cũng không cản được. Tuy nhiên những Pokemon bay và lơ lửng sẽ không bị dính sát thương từ hiệu ứng của chiêu này. Chiêu này sẽ gây tổn thương cho Pokemon đội bạn ra sân dẫm phải nếu như chúng không đang bay hoặc lơ lửng. Sát thương lần lượt sẽ là 1/8, 1/6 và 1/4 tổng sinh lực tương ứng với 1, 2 và 3 lớp trông. Trong đấu đơn thì đảo Pokemon là chuyện xảy ra rất thường xuyên. Và những cạm bẫy như thế này sẽ khiến cho đối thủ phải quyết định khó khăn hơn bởi vì Pokemon sẽ phải chịu tổn thương không nhỏ mỗi khi làm vậy. Nhất là với những Pokemon ỉ mình máu trâu như Blissey, cũng như những Pokemon có đặc tính Sturdy hay là cầm Focus Sash cũng sẽ bị phá mất lợi thế.
Hầu hết các chiêu thức của hệ đất sẽ chuyển thành Tectonic Rage khi kết hợp với trang bị Groudium Z. Khi Dynamax, chúng sẽ chuyển thành Max Quake với tác dụng tăng một bậc thủ đặc biệt cho team mình. Chỉ có một chiêu G-Max của hệ đất, đó là G-Max Sandblast của Gigantamax Sandaconda sẽ bẫy đối thủ trong một cơn bão cát, chặn đường rút về và gây sát thương nhỏ trong 5 lượt. Và đó là tổng quan về Pokemon hệ đất. Hệ này thực sự không được đa dạng về số lượng, nhưng chất lượng thì có thể nói là rất ngon lành. Hy vọng rằng video này của tôi sẽ khiến cho những anh em chưa thấy hệ đất có gì hấp dẫn, có thể sẽ muốn thử chúng. Còn những anh em nào mà vốn đã yêu hệ đất từ lâu thì Pokemon anh em yêu thích nhất của hệ này là gì? Hãy cho tôi biết với nhé! Cũng như là bổ sung thêm một số thông tin thú vị mà có thể tôi chưa đề cập đến trong video này. Cảm ơn sự quan tâm của anh em dành cho video cũng như đã theo dõi hết nó. Hẹn gặp lại anh em vào những video tiếp theo. Peace!